Và kính thưa quý vị, Hội Nông dân Việt Nam là một liên hội đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. Và kính thưa quý vị, như Bác Hồ đã nói, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Và chương trình ngày hôm nay với một vũ điệu đoàn kết sẽ được vang lên trong trình Đại hội Hội Nông dân của xã Liên Phương để dành chúc mừng cho thành công của đại hội. Xin mời quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị sẽ cùng với mắt trở lại sân khấu để cùng đón xem tiết mục biểu diễn đến từ câu lạc bộ văn nghệ xã Liên Phương với vũ điệu đoàn kết. Và phương nhận rất là mong rằng quý vị sẽ dành một tràng thật lớn, thật nồng nhiệt để chào mừng câu lạc bộ văn nghệ xã Liên Phương.